Video này là dành cho những bạn mà không thích setup lighting đèn đóm quá cầu kỳ phức tạp, không thích phải hậu kỳ nhiều, mà chúng ta thích là sau khi chụp ảnh xong là chúng ta có ngay những cái bức ảnh đẹp để có thể đăng tải lên các cái trang mạng xã hội. Thường là các bạn nghĩ chụp ảnh sản phẩm ấy, thì các bạn sẽ nghĩ đến việc là mình phải setup rất là nhiều đèn đóm cồng kềnh trong studio, đúng không? Phải đầu tư rất là nhiều cho cái việc tiền kỳ, sắp xếp. Sau đấy thì sau khi chụp xong ấy, thì cái ảnh đấy về mình sẽ phải hậu kỳ bằng phần mềm Photoshop, cũng mất một cái khoảng thời gian khá là lâu nữa. Thì điều đó cũng rất là đúng trên thực tế. Tuy nhiên thì trong một số trường hợp chúng ta muốn tối giản hóa cái quy trình chụp ảnh đó đi, bởi vì đôi khi khách hàng của chúng ta họ chỉ cần những cái bức ảnh lifestyle, chụp ánh sáng tự nhiên hoặc là chụp ngoài trời để đăng lên mạng xã hội thôi, hoặc là họ muốn là mình sẽ đến tận cửa hàng để chụp theo buổi rồi sau đấy thì mình sẽ trả file luôn. Vậy thì trong những cái trường hợp như vậy thì mình sẽ set up ánh sáng như thế nào, mình sẽ set máy như thế nào để có thể chụp ra những cái bức ảnh đẹp nhất, thì trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn tất cả những cái điều mình biết để có thể chụp ra một bức ảnh đẹp ngay từ khâu tiền ký nhá. Chào các bạn, mình là Hà Nắng, mình là một nhiếp ảnh gia chụp ảnh sản phẩm đồng thời là một nhà sáng tạo nội dung trên các trang mạng xã hội. Và kênh YouTube này là nơi mà mình chia sẻ những kiến thức giúp các bạn có thể chụp ảnh đẹp hơn cũng như là hành trình sáng tạo nội dung trên các kênh của mình. Trong video này thì hãy cùng nhau khám phá một cái setup cũng như là một vài cái tips để khi mà chụp ảnh ấy, mình không cần phải set đèn, mình có thể sử dụng trực tiếp ánh sáng tự nhiên luôn và mình cũng không cần phải hậu kỳ quá nhiều. Sau khi chụp ảnh xong là mình có thể có ngay những cái bức ảnh đẹp nhá. Thì như các bạn thấy đây chính là cái setup mà mình sử dụng để chụp những cái bức ảnh ngày hôm nay. Mình sẽ có một cái bàn trắng ở phía trước, phía sau thì mình sẽ có một cái giá gỗ và mình sẽ kê lên đó một cái tranh. Cả cái setup này thì mình sẽ đặt nó bên cạnh cái cửa ban công nhà mình. Cái cửa ban công này thì nó có một cái rèm. Cái rèm này thì nó giúp mình có thể tăng giảm cái kích thước của nguồn sáng. Đây, ví dụ như là mình muốn cái đèn của mình trông nó to hơn thì mình sẽ kéo cái rèm này lên. Đấy. Còn mình muốn giảm kích thước nguồn sáng của mình lại thì mình sẽ kéo cái rèm này nó thấp xuống. Đó. Thì khi mà mình kéo thì mình sẽ nhìn được ánh sáng trực tiếp ở trên cái setting của mình, nó sẽ sáng nhiều hơn hoặc là sáng ít hơn. Đó. Thì các bạn hoàn toàn cũng có thể sử dụng cái cách bố trí rèm như thế này cho cửa sổ hoặc là cửa ban công nhà các bạn nhé. Tiếp đến thì mình sẽ lắp máy ảnh lên chân máy. Chiếc máy mà mình sử dụng trong những cái shot hình này sẽ là chiếc Fujifilm X-T4. Thường thì trong những cái video khác ấy, thì các bạn thấy là mình hay chụp bằng những chiếc máy Sony đúng không? Tuy nhiên thì Fujifilm nó có một cái rất là hay. Đấy là khi mà mình chụp thì nó sẽ có cho mình những cái bộ lọc màu có sẵn dưới dạng màu phim rất là đẹp. Và mình có thể chỉnh một số những cái thông số cơ bản như là tone curve này, sáng tối này, trực tiếp ở trên máy luôn. Thì nó sẽ tạo thành những cái filter mình có thể lưu lại. Và khi mà mình chụp thì nó sẽ tự động add cái filter đó vào tất cả những cái bức ảnh của mình. Thì mình chụp xong là cái ảnh thành phẩm ra nó đẹp luôn rồi. Và mình hoàn toàn có thể chuyển cái ảnh đấy vào điện thoại để mình có thể up được. Thế nên là với cái setup ăn liền này thì mình sẽ chọn Fujifilm X-T4 làm chiếc máy chụp ảnh của mình nhá. Và đương nhiên là khi mà các bạn setup chụp sản phẩm, đặc biệt là nếu như các bạn chỉ có một mình ý, thì một trong những cái phụ kiện không thể thiếu đấy chính là chân máy. Chân máy sẽ giúp cho các bạn cố định góc chụp. Và tí nữa khi mà mình cần chụp những cái bức ảnh mà mình thò tay vào hay bản thân mình cũng ngồi vào trong khung hình ý, thì mình sẽ để máy ở trên tripod và mình sẽ hẹn giờ là 10 giây nó sẽ bắt đầu chụp. Thì khi nó sẽ thuận tiện cho mình cho cái việc thao tác hơn rất là nhiều. Cái sản phẩm ngày hôm nay mình chụp thì sẽ là một vài những cái quả dâu tây để mình minh họa cho mọi người về cách để mình có thể sắp xếp bố cục thôi. Mình sẽ có thêm một số đề co, ví dụ như quyển sách này, tách trà này. Mình sẽ tạo một cái bối cảnh đấy là chụp ảnh vừa ăn dâu tây, vừa uống trà, vừa đọc sách chiêu chiêu kiểu như vậy. Và mình sẽ chụp nó theo cái hướng lifestyle một chút. Màu sắc nó sẽ hơi kiểu pastel và dễ thương một chút nhé. Với chiếc Fuji X-T4 này thì mình hoàn toàn có thể sử dụng những cái preset màu phim có sẵn ở trên máy đó, và nó sẽ preview cho mình trực tiếp ở trên màn hình để mình xem là mình thích màu nào. Và với mỗi màu này thì mình còn có thể tùy chỉnh những cái thông số để cho nó cho ra cái mood mà mình mong muốn. Thì mình sẽ để cái công thức chỉnh màu ảnh ở đây để cho bạn nào thích thì có thể lưu về tham khảo nhé. Bức ảnh đầu tiên thì mình sẽ đặt đĩa dâu vào chính giữa khung hình. Mình có thêm một quả dâu vào quyển sách phía trước để làm tiền cảnh. Với những cái shot ảnh mà cần có tay mẫu ấy, mà mình chỉ có một mình ấy, thì mình sẽ làm mẫu chụp luôn. Nhưng mà mình sẽ dùng màn hình lật và mình hẹn giờ để thao tác cho dễ. Mình cho tay vào cầm nhẹ quả dâu lên rồi chụp. Vậy là xong bức ảnh đầu tiên. Ảnh số 2 tương tự, đĩa dâu mình vẫn đặt ở chính giữa khung hình. Mình sẽ thêm một quả dâu phía trước để làm tiền cảnh. Và mình tiếp tục sử dụng màn hình lật để có thể căn và hẹn giờ chụp. Sau khi setup xong thì mình sẽ ngồi vào phía sau, mình cầm sách và tách trà lên để tạo hậu cảnh rồi chụp. Và đây chính là bức ảnh thứ hai.
Ảnh thứ ba thì mình sẽ chụp cận hơn một chút để mình chỉ nhìn thấy đĩa dâu ở chính giữa khung hình. Mình thò tay cầm nhẹ một nửa miếng dâu cắt sẵn lên rồi chụp. Vậy là xong bức ảnh thứ ba. Ảnh cuối cùng thì mình sẽ để lệch đĩa dâu sang góc 1/3. Sau đó thì mình sẽ ngồi ra phía trước, cầm một miếng dâu bằng hai tay. Mình lấy nét vào miếng dâu phía trước rồi chụp. Và đây chính là bức ảnh thứ tư của buổi chụp ngày hôm nay. Ngoài ra thì có một cái lưu ý nhỏ nữa thôi. Đấy là trong trường hợp mà các bạn khó kiểm soát cái ánh sáng ở trong khung hình, ví dụ như là bức ảnh ánh sáng nó quá gắt chẳng hạn, hoặc nó không đủ sáng, thì chúng ta có thể linh hoạt sử dụng hai cái thiết bị. Một là cái tán sáng này, mình sẽ đặt nó trước cái nguồn sáng. Và hai là cái miếng xốp trắng, thì mình sẽ đặt nó đối diện nguồn sáng để hắt sáng thêm cho khung hình nhé. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cách setup để có thể chụp những cái bức ảnh mì ăn liền, đúng không? Không cần set lighting quá là phức tạp, không cần phải hậu kỳ nhiều mà chúng ta vẫn có thể có những bức ảnh đẹp có thể sử dụng để đăng lên mạng xã hội luôn. Nếu các bạn có câu hỏi gì thì có thể đặt cho mình ở đường link bên dưới nhá. Ngoài ra thì nếu như các bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm về các bố cục trong nhiếp ảnh này, có nhu cầu tìm hiểu thêm về các cái thiết bị cũng như là những cái setup khác, thì các bạn hoàn toàn có thể tham khảo các khóa học của mình sẽ để ở đường link bên dưới phần mô tả và bình luận. Nếu các bạn yêu thích chụp ảnh sản phẩm, yêu thích việc sản xuất video ngắn và yêu thích các cái nội dung trên kênh của mình thì đừng quên like, subscribe và nhấn chuông, vì mình sẽ cập nhật rất nhiều các nội dung mới cho mọi người hàng tuần. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo. Bye bye.